Rồi, rất vui được chào đón anh chị em đã quay trở lại với kênh của Glam Audio. Trước mắt anh em là một sản phẩm lọc xì đến từ thương hiệu GVC, hay anh em hay gọi hàng nội địa đó là Victor nhá. Em này thì rất nổi tiếng rồi, xì 80. Em test lại để gửi đến cho một anh khách ở trên thành phố Thái Nguyên nhá. Anh đã chốt và cọc cho bên em rồi. Đấy. Anh ý chỉ đích danh là GVC anh em nhé. Vì sản phẩm này thì nó sẽ có hai sản phẩm giống nhau, đó là một sản phẩm hàng nội địa thì sẽ có tên thương hiệu là Victor, và một hàng xuất đi các nước thì có tên thương hiệu là GVC. Và đương nhiên là GVC thì lúc đó sẽ có tất cả các cái cầu điện của các nước ở trên thế giới để cho đáp ứng được mọi tiêu chí về điện áp nhá. Đó thì anh muốn là sở hữu một em Victor 80 GVC này với điện 220 và sẽ phải là lấy tên thương hiệu là GVC anh em nhé. Đấy. Máy thì tình trạng đẹp xuất sắc luôn anh em ạ, đẹp xuất sắc nhá. Và sản phẩm này thì bên em vẫn đang sẵn hàng, nếu như anh em nào đang có nhu cầu lấy Victor hay GVC đều có thể liên hệ được với bên em. Đó, sắt xi thì bảy màu cực kỳ là đẹp, vàng rất là gắt anh em nhé. Đấy. Và giá của sản phẩm này thì bên em đang bán ra với giá là 12.500.000 anh em nhé. Bảo hành miễn phí 6 tháng và bao ship cho anh em là chuyển khoản đủ. Cốt thì đặt cọc và em không bao ship anh em nhé. Máy rất là đẹp, hủy cực kỳ là khô. Và anh em nào mà quan tâm thì có thể liên hệ với bên em qua số điện thoại đang hiển thị sẵn ở trên màn hình nhé. 12.500.000 anh em ạ. Tất cả các sản phẩm bên em bán ra đều đưa ra một cái giá rất là cụ thể và chi tiết cho anh em. Anh em có thể cố gắng là xem hết video và like giúp em một lượt like để lấy tương tác. Và nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh bên em ạ. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Hiện giờ thì em đang test cả hai em này. Đó. Tiếng cắt rất là sạch nha. Anh em nghe thấy tiếng em ạ. Trung này. Bát ạ. Được chưa? Cần hoạt động hoàn hảo. Cần này chưa bao giờ ghi nhận ca nào là bị gãy hỏng cần cả. Gãy thì có, chứ còn hỏng than thì chưa bao giờ. Vì em này nó cần bi. Anh em nghe thấy tiếng tạch tạch không? Đấy là cần bi nhé. Cần này thì bền vô đối luôn. Thực sự là chưa bao giờ bị lỗi cần. Gãy thì do vận chuyển thì có anh em nhé. Đấy, gãy thì không tránh được. Nhưng mà bây giờ những cái máy này nó có giá trị rất là cao, các anh em săn tìm rất là nhiều, nên là bên em cũng yêu cầu các anh em vận chuyển phải đóng gói rất là chi tiết kỹ càng cho em, để em còn gửi đến cho anh em. Đấy, tình trạng đây, nắp máy đây, em đã tháo quay để nhìn. Đây, bây giờ thì em sẽ giới thiệu luôn anh em cách cắm nhé. Đây là đường input, đường ưu tiên đầu tiên anh em có thể cắm vào. Em này thì có hai đường đầu vào, thì anh em cắm tiếp vào cái đường play này nếu như sử dụng hai thiết bị nhé. Đường jack để bỏ qua, không cần quan tâm đến nó làm gì cả nhé. Chỉ cắm vào đường này. Đường out đây là đường ra xuống âm ni này. Dây trắng là đường xuống âm ni, và anh em giữ nguyên cái dây đó nhé. Nhiều anh em cứ thay đổi một cái là rút ra cổng jack, thì lúc đấy nó phải gạt cái nút direct ở trên xuống cái phần jack nhé, thì nó mới lên. Không thôi là qua nó sẽ không có tác dụng, vì nó chỉ có tác dụng direct với cả equal, nó có đường input này với đường play này nhá. Nếu mà đường jack này là phải bật gạt cái chế độ jack ở đằng trước mặt lên. Đây là hệ thống chuyển điện và em đã chuyển điện sẵn 220 này. Anh em thấy không ạ? Đã chuyển sẵn sang 220, rất tiện lợi cho anh em sử dụng. Đó, ok nhá. Máy thì em vẫn bảo hành miễn phí 6 tháng và được dán tem nhá. Anh chị em nào quan tâm hãy liên hệ với em qua số điện thoại là 0981 956 486, em ở chợ Rời Hà Nội nhá. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Chào anh em.